Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 10 cái token VCG. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ follow Twitter cho mình và test thẻ 3 người bạn. Rồi, bấm chọn theo dõi. Tiếp tục mọi người sẽ like, sau đó thì sẽ tag 3 người bạn vào. Rồi chọn tweet lại này. Ok, mọi người sẽ bấm vào tweet đã được gửi đi. Và ở đây thì mọi người sẽ copy cái đường link đi tweet cho mình. Rồi quay trở về bot. Mọi người join vào group Telegram. Rồi quay trở lại, tiếp tục ra vào kênh channel. Rồi sau đó quay trở về, bấm chọn check. Rồi tiếp theo chọn join airdrop. Mọi người bấm chọn submit. Thì ở cái dự án này nó sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 6 và nó sẽ bắt đầu phân phối vào ngày 17 tháng 6 nhé. Rồi tiếp theo mọi người chọn don này. Rồi sau đó nhập cái đường link retweet. Ok, sau đó nhập địa chỉ ví BEP20. Rồi, ở đây mọi người có thể bấm chọn vào information để kiểm tra thông tin của nó. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.